O Sen Ngọc Mai chảy lòng từng bị khinh thường, chỉ là một con gián. Sau khi trở thành quán quân của chương trình The Masked Singer, O Sen, giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai đã có nhiều chảy lòng về chuyện đời, chuyện nghề. Cô mong khán giả đừng đánh giá nghệ sĩ qua cụm từ ca sĩ phòng trà, vì bây giờ phòng trà đã khác ngày xưa. Khi mascot O Sen được gửi ra, công chúng không khỏi ngạc nhiên vì Ngọc Mai là một cái tên vẫn còn khá lạ lẫm với phần đông khán giả đại chúng. Cô khiến công chúng dần chú ý với giọng hát nội lực cũng như các chia sẻ đầy cuốn hút về kiến thức thanh nhạc song song với cuộc sống. Ngọc Mai chia sẻ, ban đầu không định tham gia vì bản thân đã tự lui về sau từ lâu. Sợ hãi khi nhớ về một số chương trình tham gia từ trước, chỉ muốn đứng sau truyền cảm hứng cho các bạn ca sĩ trẻ và thể hiện sự vững chãi, chính kiến riêng của bản thân. Về việc từng bị các chương trình trong quá khứ không trân trọng, O Sen chia sẻ trước đại dịch một thời gian, lúc đó cô chỉ ở nhà và đã tham gia một chương trình rất nổi tiếng. Nhưng khi đến quay, họ đã cho rớt ngay từ vòng đầu tiên vì cho rằng cô không có khả năng và bảo rằng giọng hát không thể thi được các cuộc thi. Khi tham gia cuộc thi Sao Mai, O Sen khẳng định ngoại hình mình rất hạn chế, điều duy nhất cô sở hữu chính là giọng hát. Thế nên, từng có người nói rằng có nhất ở đâu thì đến với cuộc thi này cũng chỉ là con gián. Sau khi cuộc thi kết thúc, Ngọc Mai chọn cách dung hòa sự nghiệp và gia đình, sắp xếp làm sao cho thuận tiện, quan trọng là do mình. Sắp tới, O Sen vẫn sẽ là chính mình và thuận theo những gì mình mong muốn để cống hiến theo cách riêng cho những người hữu duyên. Còn bạn nghĩ sao về cô nàng ca sĩ đầy nghị lực này? Chia sẻ ngay với chúng tôi và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để có thể cập nhật ngay những tin tức showbiz mới nhất nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.